Xin chào mọi người, chào mọi người đã đến với video của mình. Ê, tôi vô lại rồi nè. Đây. Đầu ghế vô từ từ thôi, cho con người ta nó thở với. Mắc gì phải bắn gắt như thế. Ê ơi, nãy giờ bị lỗi mít á. Bị gì? Bị lỗi mít. Vậy là chiến to nãy giờ tự kỷ à? Ừ, nãy giờ tao không nghe ai nói luôn. Tao nói mày á, mày bị tự kỷ đúng không? Tự kỷ cái đầu. Nãy giờ nói chuyện mình. Tự kỷ cái đầu mày. Tao đâu có nói chuyện mình đâu. Tao đi tao nhìn vô là, ủa tao quên tao bật mít thôi mà. Chứ tao đâu có nói chuyện mình. Nãy giờ tao có nói gì đâu, nói chuyện mình. Mày bị giảm hả? Hả? Mày bị giảm hả? Ủa rồi cuối cùng mày tên gì? Bị một. Mày tên gì? Bị con mắt mày. Mày tên gì? Ôi. Hả? Tên gì á? Ừ. Tên gì hả? Ừ. Để tao... Để tao điện về tao hỏi mẹ tao coi tao tên gì. Không, mày đánh mẹ mồi mẹ ơi. Mẹ. Tên hiểu. Hả? Tên gì? Tên hữu chứ không phải là tên hả. Ông nội mày. Tên hữu. Hữu mà tao nghe thành hiểu. Ông mắt mày. Mày chửi ai đó? Mày bị điếc mà. Mày bị điếc mãn tính à? Điếc cái đầu mày. Ủa cái đầu tao chứ không phải cái lỗ tai đâu mày điếc. Tụi chúng hỏi. Điếc cái đầu mày. Đi đi. Đúng là thằng nào. Hồi xưa á, lớp tao cũng có một thằng tên Hữu. Sao? Nhưng mà tao biết là chắc chắn là nói về cái độ đẹp trai thì chắc chắn là nó sẽ đẹp trai hơn mày. Mặc dù tao chưa thấy cái mày gì? Nhưng mày mà mày nói cái gì vậy mày ngặt. Mặc dù tao chưa thấy mày nhưng mà thằng Hữu, thằng Hữu bạn tao nó rất là đẹp trai mà nó cũng không có mắt nét như mày. Trời. Hiểu không? Nó không. Ê, có... tao thì đẹp ít mà trai. Tao thì đẹp ít mà trai nhiều. Im lặng cho bạn miếng đi, ù quá nha. Cái gì vậy trời? Có ồn thì bạn có quyền tắt mic bạn. Ủa, bạn có quyền tắt mic mà. Ủa alo. Mới sao nghe tiếng súng? Chơi game. Ủa, bạn tắt mic thì liên quan gì không nghe tiếng súng? hay là bạn ủa tắt... bạn bị hâm mà cái này là chứng tỏ là bạn tắt mic bạn không nghe được tiếng tôi á chứ tiếng mic. Lồn mèo nói gì vậy con ma 2k4 a à, nhóc 2k4 á nhóc 2k4 đụng xe nó ra nó lớn người ta cũng một tuổi rồi nó kêu tao bằng nhóc. Mày lớn hơn một tuổi cũng gọi là lớn. Lão quá. Lớn hơn một tuổi cũng gọi là lớn rồi. Ừ vậy hả? Ừ. Ừ vậy sao tao lớn hơn mày đó? Sao mày láo chó với tao vậy? Vì bạn xứng đáng bạn. Cái đó còn phải hỏi nữa. Trời. Cái đó còn phải hỏi nữa. Trời ơi vậy hả? Vậy hả? Dạ thế. Ồ. Mới biết. Không có ông ngắm ta. Lão quá. Ở chỗ này lão quá. Ê tao có cái chảo để đập cho đầu mày nè Hữu. Hữu tao có cái chảo để đập cho đầu mày nè Hữu. Đi lên xe. Không, từ từ tao đi lấy cái ống ngắm đã.
Lấy cái gì? Mày có bắn ai đâu mà lấy ống ngắm làm đéo gì? Mày nhìn người ta cho rõ à. Ừ. Tao phải nhìn tao thấy tao mới bắn được chứ. Mày bị đần à. Chả ai mà để cái bánh này ở lại đâu. Mẹ còn nhận cái nhỏ này làm cái hầm thiệt sự luôn. Tao chỉ lấy xe tao chạy tạm thôi. Tao lại đây tao lấy 4 chỗ. Ê đi tàu đi mày. Đi tàu như hồi nãy tao đi á. Mẹ. Cái con hầm này. Hầm cái đầu mày. Ủa rồi cái xe đen đen kia sao mày không lấy? Mày lấy cái xe này. Xe này xấu tao hết. Giờ đi không? Không, xấu quá không đi. Đi. Xấu quá không đi. Ê lỡ qua chỗ nó đi bộ mỏi quá. Xấu quá không đi. Boss nè. Mẹ mày. Đặt gì? Boss nè. Watch out. Bắn vô đít nè, tao bắn vô đít nè, tao bắn vô đít nè. Awesome. Tao bắn vô đít mày nè. Ủa nó giật vãi. Đợi tí nha. Vô mua đồ đã. Xong tao nữa. Có tiền không? Có tiền không? Tao cho mày tiền nè. Có. 30 tiền nè. Yeah. 30 tiền nè. Yeah. Tao đi vô đây. Tao mua. Cái gì đây? Mua cái... Đúng rồi. Mua cái ba lô. Rồi ok đi. Trời mẹ ơi. Cái gì nữa? Dân chơi game sợ chết bạn ơi. Mua ba lô, đựng đồ cho nhiều, lái ship cho người ta. Cái gì nữa? Sự thật mà. Đừng lát nữa, mày lút được nhiều á, cái ai giết mày á, là nó lụm được hết luôn. Cũng như là mày đi lút đồ cho người ta vậy á. Cái quần què gì vậy Trường? Đừng nói anh mới cắt tóc nha. Anh là xong anh là anh em xong sinh nhà Nobita à? Anh vừa thiếu thêm cái kính rồi đó. Anh vừa thiếu thêm cái kính rồi đó. Là nó giống rồi đó. Nhìn mà chán. Tiếc rồi ai cũng phải cắt tóc. Nhìn mà chán. Ôi dồi mẹ ơi, nghe nó nói chuyện với người ta nổi da gà hết. Sao anh? Giáp ba này mày. Em úp trước 4 video rồi. Tại vì không đủ thời gian làm xung. Tại vì em úp trước nhưng mà em úp từ giờ 7 rưỡi á. Tại vì em chơi game lỡ. Đứng lại. Quá giờ. Đứng lại. Gì? Đứng im. Đi theo tao, đi theo tao. Ủa tao biết mà, tao biết lấy giáp mà mày làm như vậy. Tao đâu có bị đần. Đây nè, đây một cái nè. Tao đâu có bị đần đâu. Alo. Ở đây nè. Ở đây nè. Nè, tao mở cửa tao gặp nè. Mẹ, cái con điên. Trong đây cũng có một cái nè. Ủa sao mày chửi tao? Ở trong đây có một cái hỗn lụm. Ở đây có một cái sao mày hỗn lụm. Tao đắp mày giờ. Ủa rồi mất cái gì mà kêu tao ra đó? Mày bị điên à? Tao đi ra đó tao mới gặp được cái thứ hai á. Thôi mình đứng mẹ buồn. Đi. Ê sao xe nó xấu vậy mày? Xe mày chọn đó bây giờ mày ra nó xấu. Nó xấu y như mày vậy đó. Ừ, mày đẹp. Tao biết mà, tao biết điều đó mà. Mấy thằng mù thì thật rồi là nó khen mày đẹp. Mày coi chừng tao. Dạ, mày nhắn hoài. Tao dái chạy lên đây gặp người cho nó giết mày. Nhắn tin cho lắm vô, tao có rét đâu mà nhắn. Nhắn vô hoài, nhắn hoài.
này không có người đâu, toàn boss thôi. Đâu có một người á, một người một boss. Mày nói tao boss gì? Mày nói tao boss chứ gì? Mày hiểu vấn đề rồi. Ê, xuống hầm không? Xuống hầm không? Tôi dẫn mày đi xuống hầm nè. Đấy, đấy. Đi 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 đi. Lại đây đi đây, đi tao nè. Đi. Đấy. Cái quần què vậy? Nghiệp á con. Mắc đế gì tông tao vậy? Tao hả? Mắc đế gì tông tao vậy? Điên hả? Nghiệp á. Rồi đó, xuống. Let's go. Chọn đít lên, chọn cái đít ra. Ủa? Muốn về nhà bắt đéo gì mà phải nhắn tin cho tao? Qua lô. Ủa rồi muốn về nhà rồi mất gì phải nhắn tin cho tao? Cho mày nước nè. Head towards the mark. Chê. Nè. Chê. Nước đi. Má chơi, người ta lụm lý hết. Tao rất là tức nha, tao rất là đi, tức đi. Nha. Ê, có boss nè không? Có boss nè, có boss nè. Tao rất là tức nha. Boss, 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 boss. Boss cũng kêu tao. Boss kìa, ăn boss đi, ăn boss đi hả dạ. Mày kêu tao là tao chỉ bắn boss thôi gì. Ê ê, đừng gạt, đừng gạt. Xe hồi cho tao bắn K98. Đi. Đi đi đi, lấy xe đi nè. Chết mẹ. Tính dẫn mày xuống hầm. Tính dẫn mày xuống hầm mà hết thời gian rồi. Chạy qua chỗ thính luôn tụi bao ơi. Ơi đổi xe đi, hết xăng rồi mẹ ơi. Xe lỏ. Hết xăng rồi. Hết xăng rồi. Ê, lên trên kia chơi không? Lên trên kia chơi không? Đi. Đi không? Đi không? Đi. Thôi nhưng mà mấy con kia nó dí tao. Sợ lắm, tao không đi đâu. Dạ này. Cho về, không cho về. Mày nghĩ bên kia có người nha. Cầu qua kìa. Alo, alo, có người tới. Mày nghĩ về là được. Watch out. Xe random mà. Nãy bên đó mới bắn tôi gần hết máu mà. Bên kia đồ rồi. Ê Ngân ơi. Gì? Ngân. Nói đi. Liên tục. Nói liên tục. Cho tao cái S6 đi. Cho tao cái S6 đi. Mày lấy mày cũng có bắn đâu. S6 á? Cái ống ừ. Nhộm hả? Ừ à. Cái ống dòm á. Bỏ cái ống dòm ra. Rồi ok. Ok. Yêu yêu. Yêu cái quần què. Ai yêu mày? Ê, hey, tao chỉ ra đây, tao chỉ mày leo nóc nhà nè. Ra đây tao chỉ mày leo nóc nhà nè, đó. Lên đây. Tao rớt. Ơi. Mày chỉ ra sao tao rớt. Nè, để tao làm mẫu lại. Không, tao leo. Đừng có chỉ tao. Nè, đi thẳng gì nè. Đi thẳng gì nè, nhảy lên rồi
nhảy lên rồi bước qua, nhảy lên rồi bước qua, đứng ngang gì nè, nhảy lên rồi nhắm qua, nhắm qua miên thì xíu nữa. Quay chỗ tính trước mặt ông Sube. Rồi quay mặt lại. Quay mặt lại cái, đừng có nhích. Cười quá. Xe quay có xe quay. Watch out. Đứng qua như tao vậy nè. Rồi nhích qua xíu nữa, nhích xíu nữa thôi, nhẹ thôi. Rồi quay mặt lại, bấm vô cách nhảy lên. Ôi chết mẹ. Cái gì vậy, có nhảy lên được đâu. Ôi kìa là mặt đi. Đứng nói ra, đứng nói ra, đứng nói ra. Thôi mẹ ơi, ê chết mẹ rồi, nó bắn tao kìa, nó bắn tao kìa. Thôi thôi bắn nhau. Đi bắn nhau, đâu tao đột mẹ. Đi bắn nhau, đi bắn nhau. Để số 3, số 4 hồi nó chửi tao mày nữa. Má vô game bắn súng đứng tấu hài không? Ai mượn mày tấu hài làm gì? Rồi số 3 bị kịch kịch rồi. Số 3, em khém mình. I khém mình. À thấy rồi, nó ở trong cái bụi. Knock một phần. Please recall me. Chết. Đây đây đi hồi sinh, đi hồi sinh. Ơi đứng đây, đứng đây, đứng đây. Đứng đây. Biết mà, ông cứ vò đi, ông cứ vò đi. Đâu mà tụi nó hết tốt nó, nhanh nhanh nhanh. Ơi mày đứng đi, mày đứng mày nhảy 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 đi cho nó bắn mày đi. Đúng rồi. Rồi xong. Mày đừng có chạy xe nữa, để tao nghe tiếng chân nữa coi. Tốt quá, đồ mồ đã hơi ngon rồi, đứa đi. Rồi, có ai mà xin để. Có ai gì vậy? Ủa, thì bắn người đó. Có ai bắn gì vậy? Rồi. Thì bắn người đó. Có ai gà mà. Có ai bắn gì vậy? Có ai gà mà. Nãy giờ ông không thấy tôi soi thánh số 2 là con boss sao? Trong cái ba lô của tôi đồ còn con á. Khúc cây nữa, khúc cây nữa. Tuổi lồn xanh vai. Tuổi lồn xanh vai nha mấy đứa. Đồ tôi còn con á, mẹ luôn. Awesome. Tao biết là dù tao chết là thằng F1 nó vẫn chơi được cho nên là tao đâu có lo đâu. Không phải đâu, nhờ cái X6 của mày á. Còn hồi sinh kịp không? Tại rồi, hết hồi sinh luôn rồi. Màu xanh rồi. Màu xanh rồi. Mày hả mày? Đi câu đi mày. Ôi. Tự nhiên bây giờ cái tao chơi game mình đi. Ngu hả mày? Thôi bơm nổ ngay tao cho tao chết luôn đi. Tao hết gần sống rồi, tao không khai gì nữa đâu. Giờ thiếu tao đó. Trong đây có người luôn à. Lắc lắm, ở đây có người nữa nè. Mày đang chơi PC đúng không? Đúng rồi. Đó, tao nhìn là tao biết mà. Mày hack đúng không? Tao lấy xe đi kìa. Ừ.
thần chung. Chạy thật nhanh. Nó chạy được kê đâu thôi à, chứ nó chưa đi đâu. Nhà là có người luôn. Đâu? Dạ, mày hát đúng không? Tao nghe tiếng bước chân mà. Ơi, còn người nữa. Bên kia chạy qua. Mày lần nào mày la tao hát là tao chết à. Không biết gì hết nha. Trời ơi, khỉ. Không biết gì hết nha. Không bé ơi. Không bé ơi. Thôi chứ không, em không chơi. Anh bé ơi, em không follow anh mà em đòi xin thôi của anh, không cho đâu. Ơ, mới đó mà sắp 8 giờ rồi. 5 giờ. Ơ, bộ đồ dễ thương dữ. Ê ơi, đã tổng kết rồi. Nhanh vậy. Ê, để tao. Tao sao? Chết mẹ không? Hả? Tao với mày chưa. Tao với mày chưa kết bạn được hả tao? Cái độ gì? Là cái gì? Hả? Cái độ thân mật á, chưa ok à. Là sao? Cái chỗ kết nối hả? Ừ, đúng rồi. Đủ má. Ủa? Alo, mới kết bạn mà sao ở đâu ra mẹ? 44 mà bao nhiêu mới được ta? Bao nhiêu mới được mày? 100 rồi, ok chơi. Ờ, ngày mai nữa là ok rồi. Yeah. Ngày mai nữa mày muốn làm gì? Đồng làm đội, bạn bè, bạn thân. Làm gì cho được. Má cà đe tao bị tuột rồi kìa, còn có 5 chấm kìa. Ủa, liên quan gì tao? Alo.
tại mày. Tại Ủa, mày. alo, tao làm gì? Tao làm gì? Tao còn không biết tao làm gì nữa. Mày đổ thừa cho người vô tội, dễ thương như tao. Ừ, đổ thừa. Đổ thừa cho người có tội á. Không, tao làm gì mà có tội. Tao có làm gì mày đâu. Không lẽ bây giờ tao nói mày không làm gì mới có tội á. Đồ ông già. Đồ ông già. Rồi, mày hai là, đứa. Mày là đồ ông già. Hai đứa. Gì? Hai đứa kêu tao như vậy rồi. Mày là đồ ông già. Tao kiếm chặt lâu quá nhỉ. Do có mày á. À ê, dần dần đi, có người vô nữa. Có bạn tao vô nữa. Đủ vô nó tấu hài cho vui nè. Trời, bạn mày vô tao tắt mic tao không nói chuyện đâu. Lý do? Ngại lắm. Không, nó vui ngại lắm. Lắm. Cái tính nó y hệt mày luôn. Vui lắm. Thôi tao tắt mic đây. Tắt cái mic đó, bật lên đi. Tao nói mày gặp, mày gặp nó bảo đảm là mày nói chuyện như chết luôn. Tao nói thiệt là cái thằng bạn tao không có đứa nào nó bình thường ấy. Còn bị dẫn không à. Lô. Hello. Mở mic lên mày. Hello. Lô nịch. Mày, tao bảo rồi, mày đừng có cho tao vô mà tao đi tao nhảy dù như nhảy dù nữa, mày không cho tao sinh tồn. Cái tém tao mày thế. Dạo này còn gà gắm trai không tưởng? Ê, bật mic lên Hữu. Mày bật mic lên nói chuyện coi. Đi đây. 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 Nó tưởng tao kể mày nghe. Tao mới quen một thằng mới. Tưởng tao mới quen một thằng mới. Mà nó kiểu như là nó giả nai mày. Tự nhiên nó kêu là tao mời bạn vô nó ngại nó không nói chuyện mày. Mày thấy nó giả nai không? Thằng nào? Thằng nào? Lại gặp anh chưa? Anh em sống sinh nhật Nobita. Mày nhảy cái điệu nhảy gì vậy? Chú Phong là ai đó? Người quen Mia. Hả? Chú Phong là người quen Mia hả? Lâu lắm. Ai? Chú Phong ấy. Chú Phong hả? Người ta mới quen đó. Tao mới kể cho mày xong đó. Là tao mới quen nó mà lúc nãy nói chuyện với nó, nó chửi tao như con vậy đó. Xong rồi cái giờ cái nó thấy mày vô bắt đầu nó ngại rồi nó tức. Mày thấy nó giả nai không? Đúng rồi. Kêu chọn một nát thôi, bốn nát hồn nhiên nó lâu. Một nát Livic. Nói rồi Hữu ạ, mày phải bật mic lên mới vui được, mới có niềm vui được. Hả? Thôi. Có chứ. Thôi bật mic làm cái gì? Ê tưởng
cái thằng này nó bảo mày tới mày sờ mông nó đi. Nghe nghe. Thằng này nó bảo mày tới mày sờ mông nó đi. Thôi đi ra. Nó không biết gì hết á. Em xong. Ủa? Cái like này xong. Số 2 là ai vậy? Số 3 là ai vậy? Em để like này xong kia em mới về. Em về. Showtime. Follow me. Follow me. Ủa mày tên là Kimochi mà. Follow me. Hai team. Chết rồi Ngân ơi. Mày sống cho thọ nha. Tao xin đứng ở trên nóc nhà nha. Ê nó xuống trước kìa. Sao? Bình tĩnh. Mày đừng nói chuyện, để tao xử lý. Đấy. Tao nói rồi, mày đừng, mày im lặng đi nè, mày chạy đây mày cứu tao. Mày núp trong nhà làm gì? Ê. Chạy đi cứu tao. Tao cứu. Sợ đứt tao. Cái gì sợ đứt mày làm gì? Mày bớt. Mày không sợ đứt tao sao mày cứu được tao? Mẹ ơi, cái này người ta gọi là châm cứu. Sợ đít gì? Sợ đít là sao? Sư bà hay quá nha. Nó cứ bỏ mẹ ơi. Cái gì, cái thời y hòa của nó đã tới rồi đó. Cái thời y hòa nó tới lại đó. Hà Tưởng. Gì? I'm recalling a teammate. Thanks. Rồi xong luôn. Ôi. Ê, chị hỏi tôi luôn, chị hỏi. Đứng đó, chị hỏi tôi luôn. Nó vô nó gạt tôi nè. Tôi bỏ ra cho nó gạt nè. Giờ chị hỏi tôi luôn nha. I'm recalling a teammate. Thanks. I got supplies. Cứu tao. Tưởng ơi, cứu tao. Tao đi núp đây, tao không biết gì hết. Tao đi núp đây. Đừng kêu gì tao hết. Tao đi ra ngoài này, nó biết nó giết tao. I got supplies. À đi rồi. Cô mẹ. Nó còn ở đây mà. Nó mới giết tôi ở đây xong rồi. Call me. Đi, chạy chạy đi, cứu tao ơi. Chạy vô đi. Chạy vô đây, xin tao tiếp. Mày có
không phải sờ nick nữa cơ. Rồi nó vô nó gạt tao rồi Ngân ơi. Nó vô nó gạt tao tới rồi. Đây, đây. Quay đầu là bờ. Mày chết đi, mày chết đi. Nó gạt tao đây. Mày cứ việc mày chết đi. Con mẹ mày. Đó. Mất cái đéo gì nhảy ở trong này. Thử đảo lại luôn à. Thôi tao 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 nghỉ nha, có gì mai chơi nha Ngân. Ok ok mày. Ok ok vậy. Ngân ơi, cái mic mày giống như mày ngồi trong nhà nhà vệ sinh chơi vậy. Mày điên à? Mày ngồi trong nhà vệ sinh chơi đúng không? Mày điên à? Cái đéo gì vậy? Nghe nó vòng. Ô đủ má, đéo gì đây? Lòng boss. Đúng mất có thằng chạy qua đây, nó chạy xe qua này. Tình xin. I'm recalling a teammate. Thanks. Mày đâu tưởng đi kiếm súng nè, bên này có xác nè. Alo, ôi đủ má rồi. Gì chết trời. Don't give up, your teammates can still recall you. Lúc thì tao gọi hôm nay về. Ghê vãi. Rồi nè.
Đến đây. Ai ai. Thằng kia không chơi, nó không rời phòng đi, rời phòng thì gặp thằng mới. Ok. Don't give up. Your teammates can still recall you. I'm recalling a teammate. Thanks.
Enemies ahead! Enemies ahead! Watch out! Location.
quấn thêm cái chân lên luôn anh nhỉ. Thôi
la dở, đang la dở. Bao lại đi. Còn có 3 phút à. 1 tiếng 7 phút rồi. 1 tiếng 7 phút được không nhỉ? Được. Được đúng không? Bye mọi người, hẹn mọi người vào lên trên tiếp theo.